Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau màn tranh luận đầu tiên của đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump, chính trường Mỹ đang dấy lên những luồng ý kiến trái chiều về màn thể hiện của Tổng thống Biden. Trong khi đó, cuộc tranh luận này có thể sẽ khiến các đồng minh của Mỹ chuẩn bị tinh thần cho kịch bản trở lại của ông Trump. Cuộc tranh luận giữa ông Biden và ông Trump diễn ra sớm hơn so với thường lệ khi cả hai ứng cử viên đều chưa chính thức nhận được đề cử của các đảng của họ. Trước cuộc tranh luận, những người ủng hộ Tổng thống Joe Biden đã hy vọng cuộc tranh luận sẽ xóa tan lo ngại về vấn đề tuổi tác của ông. Nhưng một số nhà lập pháp, nhà phân tích và các nhà đầu tư lại cho rằng sự kiện này thực tế đã tiếp thêm động lực cho cựu Tổng thống Donald Trump. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Kunihiko Miyake, nhà ngoại giao của Nhật Bản đã nghỉ hưu và đang làm giám đốc tại Viện Nghiên cứu Toàn cầu Cannon nhận định rằng ông Trump không thắng như ông Biden có thể đã mất điểm. Không giống như 8 năm trước, Nhật Bản cũng như các đồng minh châu Âu và châu Á khác đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều. Tuy nhiên, ông Trump là một người khó đoán. Đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, hai trong số những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á, mối quan hệ với chính quyền ông Trump đôi khi trở nên căng thẳng do vấn đề thương mại và cũng do ông yêu cầu các quốc gia này chi trả nhiều hơn để được Mỹ hỗ trợ an ninh. Ông Trump cũng từng tiến hành cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc và tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế từ 60% trở lên đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc nếu tái đắc cử vào cuối năm nay. Còn với châu Âu, chính quyền của ông Trump liên tục chỉ trích NATO và yêu cầu các thành viên liên minh đóng góp nhiều hơn. Nhà nghiên cứu Peter Lee tại Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul cho rằng cuộc tranh luận đã mang lại cảm giác rõ ràng hơn nhiều về kịch bản ông Trump có thể trở lại Nhà Trắng. Theo ông Lee, ông Trump sẽ rất cứng rắn nếu trở lại Nhà Trắng, gây thêm áp lực lên các đồng minh trong vấn đề tăng chi tiêu quốc phòng. Nhà phân tích tại hãng tư vấn đầu tư chứng khoán Ocean, ông Lee Jae-in cho rằng các công ty phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ sẽ cảnh giác vì chính quyền Trump trước đây thực hiện vô số chính sách về thuế. Trong cuộc tranh luận, ông Trump cáo buộc ông Biden không chống lại Trung Quốc về thương mại và cho rằng ông Biden đang đẩy nước Mỹ vào thế chiến thứ ba. Trong khi đó, ông Biden lại cho rằng những đề xuất thuế quan của ông Trump sẽ làm tăng chi phí mà người tiêu dùng Mỹ phải gánh chịu. Giáo sư Peter Dean tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ ở Sydney nhận định rằng tâm trạng đã thay đổi đáng kể sau cuộc tranh luận và quan điểm chung là nếu bạn không chuẩn bị cho phiên bản Trump 2.0 thì bây giờ là lúc cần phải làm điều đó. Sau cuộc tranh luận, một số ý kiến cho rằng Đảng Dân Chủ nên tìm kiếm một ứng viên khác để thay thế ông Joe Biden. Tuy nhiên, ông Biden và đội ngũ của mình đã bác bỏ kêu gọi này. Chủ nhân của Nhà Trắng tuyên bố sẽ không rút khỏi đường đua và sẽ đánh bại ông Trump. Sau màn tái đấu đầu tiên giữa Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump, hai ứng viên tiềm năng cho vị trí Tổng thống Mỹ năm 2024, tờ Politico đưa tin, Đảng Dân Chủ được cho là đang thảo luận về khả năng thay thế ứng cử viên Joe Biden sau cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ của Đảng Cộng Hòa là Donald Trump. Theo Politico, các thành viên Đảng Dân Chủ đã tiêu tan hy vọng rằng phần thể hiện của Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump sẽ làm giảm bớt lo ngại về vấn đề tuổi tác của ông chủ Nhà Trắng. Thay vào đó, cuộc tranh luận lại dẫn đến điều ngược lại, khiến cả Đảng Dân Chủ hoảng loạn. Trong khi đó, đài NBC News cũng có bài viết với tiêu đề Phe Dân Chủ đang thảo luận về việc thay thế ông Joe Biden. Điều này không hề dễ dàng. Hãng tin AP đăng một bài viết phân tích có tiêu đề Đây là lý do vì sao người Đảng Dân Chủ khó thay thế ông Joe Biden. Một cố vấn cấp cao của các quan chức hàng đầu Đảng Dân Chủ đã nói với tờ Politico rằng không ai mong đợi điều này. Theo vị quan chức này, ông Biden yếu thế về thông điệp, yếu về nội dung, yếu về phản đòn, yếu về cách trình bày và yếu cả về ngôn từ. Không có điểm sáng nào trong cuộc tranh luận này đối với ông ấy. Trong khi đó, ba chiến lược gia thân cận với ba ứng cử viên tổng thống tiềm năng của Đảng Dân Chủ đã bị tấn công bằng tin nhắn khi cuộc tranh luận giữa ông Biden và ông Trump đang diễn ra. Tờ Politico dẫn lời một chiến lược gia cho rằng các thành viên của Đảng Dân Chủ muốn ứng cử viên của họ bước ra để thay thế ông Biden. Một người khác cho biết họ đã nhận được tin nhắn từ các nhà tài trợ chủ chốt và yêu cầu Đảng Dân Chủ cần phải làm điều gì đó. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng không thể làm được điều gì nhiều trừ khi chính ông Biden đưa ra quyết định rút lui khỏi cuộc đua này. Cũng theo Politico, một nhà tài trợ lớn của Đảng Dân Chủ, người trước đây đã ủng hộ Tổng thống Joe Biden, cho biết trong một tin nhắn rằng Tổng thống đương nhiệm đã có phần thể hiện tồi tệ nhất trong lịch sử trong cuộc tranh luận với ông Trump. Theo nhà tài trợ này, ông Biden cần phải rút lui và không có nghi ngờ gì về điều đó. Đồng thời đề nghị thống đốc bang Maryland là Westmore hoặc người đồng cấp bang Michigan là Gretchen Whitmer là những người có thể thay thế.
Trong một cuộc thăm dò nhanh của đài CNN đưa ra sau cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden, cho thấy rằng 67% cử tri đã đăng ký theo dõi sự kiện, nhận định ông Trump vượt trội hơn so với ông Biden trong cuộc tranh luận. Về phía chiến dịch tranh cử của ông Biden, khi được tờ Politico hỏi liệu ông Biden có ý định rút lui trong bối cảnh vấp phải phản ứng dữ dội hay không, một trợ lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống đương nhiệm đã trả lời rằng tất nhiên là không. Một thành viên khác trong đội ngũ của Tổng thống Mỹ cũng khẳng định ông Biden là người duy nhất từng đánh bại ông Donald Trump và ông ấy sẽ làm được điều đó một lần nữa. Các cố vấn của ông Biden từ lâu đã bác bỏ bất cứ gợi ý nào về việc ông có thể rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, cho rằng những lo lắng của họ là vô căn cứ. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden, Seth Shuster, đã nói với tờ The Hill rằng Tổng thống đương nhiệm không có ý định rời bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng. Về phần mình, ông Joe Biden gạt bỏ những lo ngại xung quanh phần thể hiện tranh luận của ông. Tổng thống đương nhiệm của Mỹ nhấn mạnh rằng, chúng tôi nghĩ mình đã làm rất tốt, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc bầu cử năm nay, khẳng định đặt mục tiêu đánh bại ông Trump tại cuộc đua vào tháng 11 tới. Trong khi đó, nhiều nhà ngoại giao nước ngoài sốc và lo ngại trước màn tranh luận của ông Biden khi Tổng thống đương nhiệm của Mỹ dường như đã để đối thủ Donald Trump lấn át. Thật khó khăn khi xem màn trình diễn này. Đó là cách nhiều nhà ngoại giao nước ngoài nói với đài CNN về cuộc tranh luận giữa Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump, hai ứng viên hàng đầu của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Cảm nghĩ chung của nhiều nhà ngoại giao châu Âu, Trung Đông và cả châu Á là ông Biden đã có một đêm tồi tệ. Trong 90 phút tranh luận, ông Biden nói với giọng yếu ớt, khàn, có vẻ hơi ngập ngừng và thường xuyên bị nhịu. Một số phát biểu của ông Biden bị lẫn lộn và không rõ ý. Theo một số nhà ngoại giao, ông chủ Nhà Trắng dường như gặp khó khăn khi phản bác cựu Tổng thống Trump và không thể hiện được quan điểm quyết liệt trong nhiều vấn đề như phá thai, vốn là điểm lợi thế của Đảng Dân Chủ. Khi đang trả lời câu hỏi về phá thai, ông bỗng chuyển sang chủ đề về người nhập cư. Một nhà ngoại giao châu Âu nhận xét rằng, thật đáng buồn khi chứng kiến ông Biden đang già đi. Những gì ông ấy nói thật khó hiểu, dù khả năng tiếng Anh của tôi khá tốt. Trong khi đó, một nhà ngoại giao châu Á nói với CNN rằng đã bị sốc và không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến màn tranh luận của Tổng thống Biden. Một nhà ngoại giao của Ba Lan cũng không ngần ngại gọi màn trình diễn của đương kim Tổng thống Mỹ là một nỗi kinh hoàng. Màn tranh luận được đánh giá là yếu kém của ông Biden đã trở thành tâm điểm tin tức trên khắp các tờ báo châu Âu. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng rằng sự yếu kém đó có thể mở đường cho ông Trump trở lại Nhà Trắng và tiếp tục áp dụng chính sách nước Mỹ trên hết, từng khiến nhiều quốc gia châu Âu phải lo ngại. Cựu Tổng thống Trump đã tái thể hiện lập trường hoài nghi NATO, điều mà nhiều đồng minh của Mỹ từng rất lo lắng trong nhiệm kỳ đầu của ông. Tại cuộc tranh luận, ông Trump cũng đặt câu hỏi về việc có tiếp tục viện trợ cho Ukraine hay không. Một chính trị gia của Ukraine, ông Oleksiy Goncharenko, nói rằng ông thấy những tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ về cuộc chiến ở Ukraine là rất đáng lo ngại. Theo ông Goncharenko, phía Kiev rất lo ngại vì không hiểu được Ukraine sẽ ra sao trong nhiệm kỳ của ông Trump. Có thể rất tốt, nhưng cũng có thể rất tệ, không thể biết trước được điều gì, và đó là điều khiến cho Ukraine lo lắng.